Tiếp theo xin ban tổ chức bật mic cho máy của bác Phúc Thịnh, và sau máy bác Phúc Thịnh này xin mời Minh Hoàng chuẩn bị câu hỏi. Quý vị nào trong pháp hội mà có câu hỏi thì xin giơ tay trước để con nhờ ban tổ chức chuyển mic đến quý vị nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy từ bi cho con được hỏi một câu hỏi ạ. Con thấy có rất nhiều người bệnh và gia đình đủ điều kiện hộ niệm, lại được hộ niệm như lý như pháp, mà có rất nhiều ca được thành tựu, thân thể mềm mại, vãng sanh bất khả tư nghị. Nhưng bên cạnh đó, có một số ca hộ niệm, niệm Phật hộ niệm được 12 tiếng, thì khi kiểm tra, thân xác vẫn còn sượng hoặc cứng. Ban hộ niệm điều tra ra thì thấy, có trường hợp vì tiếc một chút tiền, chưa chịu buông, vì còn tiền trong sổ tiết kiệm mà chưa kịp bàn giao, người bệnh chấp vào đó. Có ca còn tâm nguyện chưa thực hiện được, có ca chấp vào đất đai, tiếc chưa chịu sang tên cho con cháu, có ca vô thường đến ra đi nhanh chưa kịp bàn giao dặn dò cho con cháu, có ca quyến luyến vợ chồng con cháu mà trở ngại, có ca chờ đợi người con người cháu ở xa chưa về, có ca thì còn sợ chết chấp vào thân xác, có ca người bệnh ghét một người không chịu tha thứ mà bị trở ngại. Con xin kính xin thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy mở lòng từ bi giảng giải cho chúng con được hiểu rõ tại sao vướng chấp vào những điều đó mà lại bị trở ngại à. Chúng con phải nhắc nhở gỡ rối cho hương linh đó như thế nào ạ? Con thành kính tri ân cảm niệm công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giải thích thì không giải thích thì một sự việc hiển dường đã được Phúc Thịnh trình bày rồi. Như vậy chúng ta cố gắng bỏ đi nha quý vị. Có những người được khổ niệm ra đi thần tướng tốt đẹp thì mình khỏi nói làm chi. Có những ca ra đi bị trở ngại thì được vị trí Phúc Thịnh này đã giải tỏa rồi. Lý do đã rõ ràng rồi. Vì một chút ít tiền mà còn chấp vào đó chưa thỏa mãn bị trở ngại. Thương còn nhớ cháu bị trở ngại, ghét người này, chê người kia bị trở ngại. Tất cả những cái trở ngại đó là cái nguyên nhân chính. Làm như vậy thì đầu tiên xin chư vị là mình có nguyên nhân đó bỏ đi. Rồi lý do sao giải thích sau. Phải không ạ? Như vậy bây giờ như vậy chư vị chịu bỏ chưa? Cố gắng bỏ đi nha chư vị. Khó chịu điều này, khó chịu điều nọ, bỏ đi. Thì mình mới có thể gọi là an tịnh trong lúc ra đi. Mình mới có cái vọng vãng sanh. Cho nên xin với chư vị là những cái vướng chấp này nó nằm sâu trong cái tâm của mỗi người chúng ta. Từ chúng ta bỏ đi cho phải bắt ban hộ niệm. Bỏ đi. Nhiều khi ban hộ niệm có thể khai thị hướng dẫn nhắc nhở được. Nhiều khi người ta nhắc nhở không được, người ta cũng đành bó tay. Như thua, đúng không chư vị? Như vậy thì đề nghị với chư vị là những vướng chấp thường thường nó nằm ở trong tâm chứ không phải nằm ở ngoài. Ví dụ như người mà có cái miếng đất mà chưa có gì đó ký cho con đồ đó. Xin thưa thực với chư vị, ký cho con hay chưa ký cho con không phải là vấn đề làm cho mình mất bản thân, mà tại vì mình chấp vào cái này mà mất bản thân. Đúng không chư vị? Có nhiều người nói là con cái nó làm cho tôi khó chịu quá, tôi mất bản thân. Thì thật là con cái không phải làm cho mình mất bản thân, mà vì khó chịu với con cái mà mình mất bản thân. Chứ vì có thấy rõ ràng tất cả đều ở trong tâm mình hết à. Cái tiền bạc tôi chưa trả xong làm tôi mất bản thân. Không phải tiền bạc có nhiều người chưa phân bố gì cả, mà lúc đó người ta thấy thôi kệ nó, được, thôi cái chuyện đó chuyện vô thường, ít bữa đồng hết. Người ta thoải mái, người ta niệm Phật, người ta vẫn tranh. Cũng có một vì vậy mà ta cứ làm sao cho tôi mở mắt dậy, tôi nói được, tôi chuyển giao cái này.
vì mình có cái tâm chấp này mà móc phần thành như vậy. Tất cả đều do chính cái tâm của mình, chứ không phải do tiền bạc, do con cái, do tài sản, do cái gì cả. Hoàn toàn không có cái đó, mà do cái tâm mình chấp. Như vậy thì thường thường chư vị mong chư vị là nghe những lời này, cố gắng buông tình chấp ra. Buông tình chấp ra để đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ bác Phúc vậy, Phúc Thịnh phải không? Bác nói tại sao lại khi mà chấp vào những cái đó được vãng sanh? Thực ra thì hình như Phúc Thịnh cũng biết rồi, chúng ta cũng biết rồi. Chấp vào cõi Tây Phương Cực Lạc thì chư vị được vãng sanh. Mà lúc đó không chấp vào cõi Tây Phương Cực Lạc, không chấp vào danh hiệu A-di-đà Phật, mà chấp vào đồng tiền thì chư vị mất vãng sanh. Chấp vào cái nhà thì chư vị mất vãng sanh. Chấp vào một người hàng xóm không, tại sao không thực sự với mình là mình mất vãng sanh? Tại vì chấp là chúng ta đang theo cái cảnh đó, chứ chúng ta đâu có ta theo cảnh Tây Phương Cực Lạc đâu, ta về Tây Phương Cực Lạc, phải không chư vị? Tất cả đều do tâm tạo mà, tâm chấp ở đâu mình dính ở đó. Như vậy thì mình tưởng rằng là một người hàng xóm làm cho mình khó chịu mình không ưa, mình tưởng cái chuyện này là đơn giản, nhưng mà không ngờ nó đơn giản đối với bây giờ, nhưng mà nó không đơn giản đối với con đường vãng sanh của mình. Chỉ cần một chút xíu như vậy là khi mình nằm xuống chuẩn bị xả bỏ báo thân, cái tâm của mình nó cứ quyện vào những cái người mà mình ghét, mình chửi, mình bới, mình cạnh cãi với họ đó. Mà nhiều khi ban ngồi điểm giải tối nhiều quá mà không được. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó mình nói là nói cái thân đó, chứ còn cái thân đó đang mê rồi, đang nằm trong cái lúc nằm đó, người ta thấy cái người mà chúng ta cứ cự lộn, cãi lộn với mình. Hàng ngày chúng ta gặp người đó không cãi không kình mà chúng ta đã tức rồi, bây giờ người ta còn cãi không kình nữa, người ta còn chửi mình nữa, thì làm sao không tức? Vô tình chính mình bị rối trong cái cảnh đó mà ban ngồi điểm không hay. Không biết. Chính vì thế mà cái câu hỏi của bác Phúc Tịnh hay đấy chứ vị. Đừng nghĩ rằng những cái tình chấp nhỏ nhỏ này mà nó đơn giản. Thực ra thì khi mà cái tâm mình xuống rồi đấy, thì những cái chấp này nó lên mạnh lắm. Mình không kìm được, bây giờ mình còn tính, mình còn kìm được, mình còn khuyên mình được, lúc đó cái tâm mình nó mệt quá rồi, nó xuống cấp rồi. Tức là mình không còn tự chủ nữa, mà cái nghiệp nó tự chủ cho mình. Thì nghiệp đó chính là gì? Những cái tình chấp đó là cái gần gũi nhất đấy. Chứ chưa chắc gì những cơn đau mà làm mình tức đâu, phải không chứ vậy? Cho nên mong như vậy mình cố gắng mình tự mình kiểm soát lấy mình, tự nhắc nhớ đến mình, bỏ lần đi. Cho nên hồi tượng định công nó buông xả càng nhiều phước báo càng lớn. Người mất nhiều là người đó phước lớn, người mà được nhiều là người đó phước tiêu đấy. Cho nên hồi tượng giảng câu này, chư vị mà tu phước mà tuyệt dối đó, về một cánh trời để mà tổn phước. Người nói lạ chứ, về cánh trời để mà tiêu phước tổn phước, mà tiêu phước tổn phước thì phước nó hết đi, đúng không? Phước hết đi thì họa nó sẽ tăng lên, hồi nào cũng vậy. Còn chư vị mà muốn tiêu tội thì Ngài nói cũng đau thương, còn rùng rợn hơn nữa. Tiêu tội, đi đâu tiêu tội đây? Ngài nói xuống địa ngục là tiêu tội nhanh nhất á, đúng không? Tại vì chúng đó là luôn luôn là mình trả nợ mà tiêu tội. Nhưng mà cái nhanh nhất cũng phải là vài A tăng kỳ kiếp. Ôi trời ơi, ghê quá, mình ở đây mình bị một bệnh ung thư. Một cái bị ung thư mình nó bắt mình đau khổ như mấy năm rồi, mà mình muốn chết luôn, mà mình tiêu cho hết tội và vài A tăng kỳ kiếp. Trời ơi, kinh đúng, dễ sợ quá. Thôi gì mà tiêu tội mình cũng không tiêu luôn, cũng đem tiêu nó luôn, đúng không chứ vậy? Lấy phước của mình cũng lấy luôn, lấy phước tên là mình tạo, mình tiêu phước không cũng lấy luôn. Bây giờ lấy gì? Lấy vận tranh. Lấy vận tranh này hơn, đúng không? Lấy vận tranh buông mấy cái này ra đi, cố gắng buông. Mình nhắc nhở những buông chứ muộn, mình lâu lâu mình cũng dính chút thôi, tha cho mình đi thôi, nhắc nhở cho mình, tự nhắc mình buông ra đi hay hơn, phải không chứ vậy? Dạ thưa con, xin thành kính tri ân công đức của thầy. Nhờ thầy hướng dẫn mà chúng con bây giờ cũng quyết lòng để buông xả những cái tình chấp của mình.